Trong cái sự nghiệp dài làm thẩm phán, tôi đã bị lừa dối bởi vì nhiều nhân chứng. Cái đặc thù công việc của tôi là không được tin một ai cả. To take no one at their word, và hoàn toàn không được tin một lời khai của ai cả. Nhưng mà trong cái vấn đề này, tôi thực sự phải thừa nhận là có vẻ có một cái gì đó tỏa ra là cái sự thành thật từ nhân chứng á. Mình không thể tin được là ông ấy lại nói điều này. A few moments later. Hừ, thật là tệ hại, nhưng mà cũng không không ngạc nhiên lắm á. Tôi biết ngay là có một cái gì khả nghi từ cô ấy. Là ngay từ khi mà cô ấy bước chân vào phòng xử án. Đừng có bịp. Là kiểu lại phần này cái ông thẩm phán này hài rồi đã luôn.